Đây nhé, đây là con Citizen còn hộp này, đính đá hết này, đính đá mặt này, các nhìn này, vẫn còn cả mắt đây, mắt thừa. Citizen này, con này đeo thì quá là phong cách rồi, đẹp nhé, không có một vết gì luôn. Citizen, nó đẹp mê người luôn ạ. Đấy, đính đá đều nhé. Con kia nó đính dày quá, cảm giác đặc lá quá. Những con màu này thì đa số là thanh niên. Đây còn nguyên siêu này, chưa lột tem phía sau, các bác nhìn này, tem sau chưa lột nhé. Đấy, nhìn xem đây. Đấy, các bác nhìn xem, chưa đính đá. Con này giá 1900, 1 tỏi 9, còn nguyên nhé, 1 tỏi 9 luôn vậy. Quá đẹp, đẹp mỹ mãn luôn đấy. Thấy đính đá như này nó sang. Màu này thì đa số là hợp với phong cách trẻ, trẻ trung, lịch lãm. Tay còn mắt đây rồi thì đeo bao nhiêu cũng được rồi, không nói rồi. Đấy, ok chưa? Mặt đá luôn, con Citizen nhé, thương hiệu nổi tiếng. Ok bác nhìn nhá, giờ đây đang, bây giờ là đang 2 giờ kém 20. Con tay của em định đấy, 2 giờ kém 20, ok chưa? Đấy, con này nhỉ? Nhá, giờ vẫn chạy bình thường. 1 tỏi 9. Ok chưa? Đây hộp của nó đây. Hộp thì mở ra, trong này tất cả cái này, hộp này là một nền nhung. Nền nhung màu tím, nền nhung màu tím. Khi đặt vào họ sẽ đặt vào đây này, đấy, đặt vào đây họ gài. Đấy, đặt vào gài thế, ok chưa? Đấy, nhìn thấy chưa? Rồi, 1 tỏi 9 nhá, mất làm cầu liên hệ.